Trung Minh Phà lúc trước mình có quay cho các bạn coi đó mà thấy trời đẹp đẹp là tính quay lại cho các bạn coi. Này bến sông nè các bạn, có cái bãi dài xuống nè, phà nó chạy vô đây á, nước thì nào nước lớn nước rộng vậy mà tự nó chạy lên không, nước mà rộng thì nó nhủi xuống ở khúc khoảng giữa này nè, còn mà nước bên cao thì nó sẽ đi bên tới khúc trên nè. Phà đang qua nè, giờ mình bên bờ bên đây và mình đã quay rồi cho mấy bạn coi rồi, giờ mình sẽ không quay ở khu vực bên này nữa, bằng hồi mình qua bờ bên kia xong á mình sẽ quay cho mấy bạn coi cái bến phà bên kia ha, từ trên nhìn xuống nó sẽ như thế nào. Giờ chuẩn bị lên mua vé rồi. Giờ mình xuống phà nha mấy bạn. Thank you.
bóp càng đã số bóp càng. Để cho vui vậy đó, mấy đứa nó chạy 80 không. Thầy giờ xuống tới nhà cậu Út rồi nha. Giờ một chút nữa mình quay cúng kiến rồi tôi ăn cho các bạn coi. Cũng lâu rồi đó, quá trời đúng không, quá trời bông. Tôm đang mở đó. Các bạn thấy không? Ngược nắng á. Nào. Đang quay đó. Này đang đập oxy nữa các bạn, thấy không? Có chiếc xuồng thơ mộng nữa kìa. Đó. Trước nhà cậu Út. Tôm nè. Mở miệng ra. Dạ. Cắt tôm. Hello. Hello. Bắt tay cái coi. Bắt tay cái coi. Hello. Tại cái coi. Ông Hảo hả? Ủa đang khen đó hả? Hỏi chị em phụ nữ. Hỏi chị em phụ nữ. Con nữa. Con nữa. Em mới chút của ai vậy nha. Nè. Rồi con tự xử luôn. À, năm mới con chúc chị Hai phát tài và dồi sức khỏe, càng ngày càng trẻ. Rồi chị Hai cũng chúc lại con á là sang năm mới ha, tiệm đắt khách. Làm ăn phát tài. Lấy tiền đi. Rồi hết rồi. Anh mừng đi. Rồi. Rồi được rồi. Cắt đi. Bao khác màu luôn. Đi vô khỏe luôn nha. Trời ơi. Mới chín nốt nè. Wow. Quả nước ngọt. Lên đi ạ. Để em nhậu hả? Dạ.
bời bời mà chín rồi hả? À, dở không? Chấm với ớt nha. Được rồi, có chuyện giờ rồi. Anh Tú giả bộ lột cho em con. Giả bộ lột cho em con đi. Giả bộ lột cho em con đi. Ù, có gặp luôn kìa. Đúng rồi, con này không có giả bộ được mày ơi. Thôi, giả bộ lột cho em đi mà. Con này gặp dữ quá, không có giả bộ được. Đấy, lúc đúng rồi, không sao rồi. Lột cho em đi, em giả bộ em cho giữa bếp thôi chứ còn ăn mình là em cho lên đầu bếp luôn á. Em phải làm mấy con đó. Gắn một cái link Facebook vô. Ờ, gắn link Facebook vô luôn. À, vô đi. 1, 2, 3, vô. Bất quá thì anh em mình người nữa con cũng được. Đừng cục nữa. Lấy đậu ra luôn, lòng vậy đó, nó lạnh quá rồi. Xin lỗi nhà nuôi cá, xin lỗi nhà nuôi cá không ăn cơm. Đâu mẹ con ha, lấy rồi. Mời buồn nhà chui tiếng. Hãy nghe đâu lấy mình cục luôn. Thử nha. Thử nha, thử nha. Ừ, thử nha. Ừ. Rồi, rồi. Vô. Rồi. Mẹ, giống mình ca sao vậy? Ừ, đó, đó, ừ. Rồi, đi đây luôn. Đưa đây luôn. Cái này lột rồi. Đâu cái đằng. À, để mẹ phao lại nè. Rồi, má muốn chạy luôn rồi. Không kịp phao rồi. Tú, anh Tú bị Thảo lừa rồi. Tâm nướng và tâm luộc nha. Rồi bên lẩu luôn. Thành nhân là cái gốc á. Chết rồi, ai cũng cạn hết trơn này. Ê, ní chưa cạn mấy. Cạn ngay tao chưa uống rồi nè. Đúng rồi. Sao không có tập trung vô đó nhiều quá. Ờ, quá anh. Đó, muốn cạn rồi nha. Đó, trước cửa nè. Muốn qua bà lại cũng mua. Ờ, bất cầu là người Việt còn mua. Nhưng mà giờ bán cho nó đang rồi. Nó đang chưa mà bán nhiều không? Bán mấy ngàn. Tâm tích. Đúng. Chưa, ta kêu từ từ thôi. Em ta lấy lụa mà tôi tưởng nữa. Mình về á. Sỉnh rồi, giờ về. Về không? Không. Giờ bay bên nữa mới ghê. Thôi đi. Gặp đầu. Chỗ này hồi sáng mình có bay cho mấy bạn coi đó nha. À, mình bay từ cái khoảng này nè. Mình bay từ khoảng này bên cho mấy bạn coi rồi đó. Bây giờ về thôi. Giờ pha về đó. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem video nha. Chúc mấy bạn một ngày tốt lành. Hôm nay là video mùng 2 nha. Rồi, chúc gia đình mấy bạn một năm mới an khang thịnh vượng.